Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2017, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh đã về huyện Kinh Môn đến thăm vườn cảnh nhà anh Nguyễn Trọng Trường. Đây là một số những cái nét đặc điểm của những cái tác phẩm bonsai trong khuôn viên vườn cảnh Nguyễn Trọng Trường. Anh Nguyễn Trọng Trường chúng ta vẫn hay thường gọi là anh Trường Giấy. Tác phẩm đầu tiên chúng tôi chia sẻ đó là tác phẩm Xanh Song Thụ. Đúng vào thời điểm ánh nắng lên rất lớn, 10 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay, cho nên là qua bóng nắng, in bóng những tay cành xuống thân bệ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng về chất lượng. Nhưng với tác phẩm Song Thụ này chúng ta đã cảm nhận được cái nét đẹp của một tác phẩm xanh cổ như thế này. Một tác phẩm có giá trị nghệ thuật rất cao. Coi như là các anh đang đi xem cây. Với một tác phẩm xanh cổ song thụ như thế này là những tác phẩm có giá trị trong những vườn cây mà anh đã sưu tầm ở tất cả các nơi trên đất nước. Toàn những tác phẩm đẹp và có giá trị rất cao. Đây là các anh trong tổ kỹ thuật mà chăm sóc vườn cây của anh Trường. Anh tên là gì anh? Tên là Sinh ạ. À thế anh với tôi cũng cùng tên. Tôi là Đỗ Sinh. Anh quê đâu anh? Em Kinh Môn anh. À vâng, anh ở Kinh Môn. Một tác phẩm xanh cổ trên cái chậu, trên một cái bể đá liền khối được đục đẽo, phong cảnh rất đẹp, quả là xứng đáng với tác phẩm xanh cổ. Thành bể cũng là một bức phù điêu luôn. Hay anh đứng vào tôi chụp kiểu ảnh. Anh đứng vào tôi chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm anh. Rồi, đẹp quá. Chụp nhá. Và vừa quay mà vẫn đang quay đấy chứ. Và với video này khi các anh xem chính là cái ảnh bìa luôn nhá. Anh đội mũ đứng nhoi lên phía trước kế cho hở hết mặt. Đấy, được rồi. Vì hôm nãy nó khuất qua cái tán cây. À, đẹp rồi đấy. Cân đối rồi đấy ạ. Chụp nhá. Xong rồi. Cái ảnh này cũng chính là cái ảnh bìa của cái video luôn. Để chúng ta
dễ nhận ra. Chủ cái sinh tính sang cây kia đó. Cây nào, cây này, cây bên kia. Cây bên này, cây xanh cổ bên này đi. Cây trong cái khung này đi. Trong khung đấy mới hai chục ta cây bụt là xong. Vâng, đấy rồi. Tác phẩm tiếp theo Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn đó là một tác phẩm xanh cổ, ngự trên một cái chậu cổ như thế này. Đây là các anh cũng vẫn ở trong cái tổ kỹ thuật chăm sóc vườn cây của vườn cây nhà anh Nguyễn Trọng Trường. Đẹp quá. Không, tôi giới thiệu là chăm sóc vườn cây là chính xác anh ạ. Bảo vệ cũng là chăm sóc, mà cắt tỉa thì là chăm sóc kỹ thuật, có vấn đề gì không? Mà Đỗ Sinh về Kinh Môn đợt này cũng rất là tuyệt vời, gặp được anh Trường và được nhất trí, sự nhất trí của anh đã cho phép vào thăm và chia sẻ những cái tác phẩm bonsai như thế này. À, bây giờ Đỗ Sinh sẽ chuyển ra phía sau của tác phẩm để chúng ta thưởng thức cái thân bệ và dáng vóc của cây toàn diện. Độ ánh từ nét mốc của thân rễ cho lên đến tay cành, đến tận ngọn tâm chi, chúng ta đã cảm nhận được một tác phẩm xanh có cái tuổi đời rất cao. Đối với các vườn cảnh trong khu vực Kinh Môn, đến đây chúng ta cảm nhận ra sẽ là một vườn cảnh mà có giá trị cao nhất, không những ở Kinh Môn, Hải Dương mà còn cả trong cả nước. Tôi có cảm nhận rằng với tất cả những tác phẩm bonsai nghệ thuật ở đây thì là những tác phẩm tiêu biểu dần dần đã được thu hút về với vườn anh Nguyễn Trọng Trường. Đẹp quá. Và tác phẩm tiếp theo Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn là cây xanh ông bụt. Vâng, đây mới là cây xanh của ông Bụt. Vâng, còn cây xanh của anh Sự ở Đan Phượng chỉ là cây xanh phôi, cũng đặt tên là ông Bụt. Vâng, đây mới là ông Bụt đấy. Phải nói một cái bệ rễ tác phẩm xanh này đúng là hiếm gặp đấy. Đúng là dáng vóc của một ông bụt ngự trên, ngắm mãi cái khu vực, cái điểm nhấn ở chỗ này, chia ra thế này, đẹp quá. Sau 7 giờ, bởi vì cái giờ đưa của mình lên là 7 giờ 10 phút. Anh quay giờ ánh sáng đấy, anh phải đứng đây, anh quay. Mình sẽ liếc các góc.
Và nói đến cái chậu thì như anh Trường có tiết lộ, riêng cái chậu này cũng đã trị giá rất nhiều tiền. Anh biết cái chậu này anh Trường lúc sáng có kể với tôi bao nhiêu? Hơn khoảng 180 triệu mỗi cái chậu không? Chậu cổ đẹp thế chị, nó xứng đáng với tác phẩm ông Bụt. Để đặt cái tác phẩm vào cái chậu như thế này nó mới xứng đáng. Mà khi mua cây ông Bụt về là cái chậu vẫn nguyên bản của người ta đấy, mang về đây. Ba anh em lại đứng vào đi. Đứng vào đi, mình chụp kiểu ảnh đấy đi. Xong để kết thúc cái video ở đây. Đứng bên hai bên một được rồi. Làm sao để hở hết mặt nhá. Quay đây nhá, bắt đầu chụp nhá. Rồi. Đến đây Hương Sắc Đô Sinh gặp một tác phẩm cần thăng. Mặc dù chỉ là cần thăng dáng trực thôi, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cây cần thăng có cái tuổi đời rất cao, lên vảy rồng từ dưới rễ cho lên đến ngọn luôn. Đẹp như thế này. Rồi mình vừa chụp ảnh rồi đấy. Chưa bao giờ tôi gặp cái gốc cần thăng nó có rễ và bệ nó lên vảy rồng như thế này. Cứ lên vảy nến luôn, cho lên đến ngọn. Tuyệt vời thế chị. Nãy đến tiếp cận cái vườn này là tôi đi qua cây cần thăng là tôi phải chụp cây kiểu ảnh. Tôi đứng trước cây này. Đẹp lung linh. Kinh không? Nó lên vảy lên tại chân của các cái nhánh trên cùng của ngọn luôn. Soi rất kỹ. Hiếm gặp một cái cây cần thăng nào như thế này. Này, ông Trường này ông khai thác ở đâu ông lôi về đây những cái vật báu, những cái ông vua chúa của đất nước, của cái sinh vật cảnh nhốt tất vào đây. Cái gì? Đẹp thật. Mà phối rễ đá và một cái mảnh cắt thiên nhiên rất đẹp, không cần phải chậu cầu kỳ nặng, rất đơn giản, rất bay và rất đẹp đấy. Đúng không? Đẹp thế chị. Không ai được đến đây được rút máy ảnh ra khỏi túi. Mà chưa nói đến chụp còn quay nữa. Thế mà hôm nay Hương Sắc Đô Sinh được thực hiện cái việc này quả là rất là hạnh phúc. Và với tác phẩm Cần Thăng, Hương Sắc Đô Sinh xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình kênh Hương Sắc Đô Sinh. Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Trường đã cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh được chia sẻ những hình ảnh này đến với những người yêu bonsai trên cả nước. Và video đã được kết thúc tại tác phẩm Cần Thăng như thế này. Đến đây giao lưu cùng với anh Nguyễn Trọng Trường. Đỗ Sinh được anh Trường mời vào phòng làm việc của anh Trường. Tôi thấy một cái quang cảnh rất đẹp, đặc biệt nhất là đôi ngà voi. Tôi muốn ghi hình lại để chia sẻ với các bạn. Em ơi, em ơi, em ơi. Đây là quang cảnh phòng làm việc của anh Trường Giấy. Em có nhưng mà để chứ không phải là đấy mà đấy mà bài phối trống đồng và một bức tranh anh mang từ Dubai. Vâng, anh hỏi chỗ thấy cái bánh này.
và một bức tranh mã não thành công trong phòng làm việc. Và trước khi chia tay với anh Trường Giấy để đỗ sinh về Ba Vì, những hình ảnh phòng làm việc của anh Trường Giấy đã được đỗ sinh chia sẻ với chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, xin cảm ơn.